痴心，浮沉中生死无期，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。丽华，丽华，muội trải khéo thật. Quyên có nhìn thấy đâu, sao biết được là muội trải khéo chứ? Ta nhìn tóc muội là biết muội nhất định là trải rất đẹp mà. Cái này là do Tam ca dạy muội đó. Cái trăm ngọc này là được làm từ cổ ngọc, là năm đó lúc ta đi du ngoạn ở Tây Vực mua được, đã mang theo bên mình nhiều năm rồi. Vốn định đến lễ cặp kê của muội sẽ cài cho muội, không ngờ để lỡ mất rồi. Lê Hoa, muội xem muội hiện giờ thân mang võ bào, thật là uy phong lẫm liệt. Cây trăm ngọc này tự nhiên trở nên vô dụng rồi. Muội còn nghĩ Quynh đi ra ngoài lâu như thế sẽ mang về cho muội lễ vật gì vậy? Xem như Quynh có thành ý. Lệ Qua, ta có thể tận tay cài cây trăm này lên cho muội không? Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi. Xin lỗi, tay chân ta vụng về quá. A Vũ, gương dở trăm gãy, quả nhiên. Không cách nào lành lại. A Vũ, huynh xem, muội là âm kích, hậu tướng âm kích. Huynh xem muội búi tóc như vậy có phải là càng tăng thêm khí phách nam nhi không? Muội như vậy cũng xem như là hành lễ cập quan rồi còn gì. Lệ Qua, Khuynh Vũ hôm nay nguyện cùng muội chia trăm,
Bất luận muội muốn ta làm gì, ta cũng sẽ nguyện ý chết cũng không hối hận. A Vũ, đừng vì muội mà bận tâm chịu khổ nữa. Muội không cần lo lắng cho ta. Ta đã trưởng thành rồi, tự có chủ ý của mình. Nếu như Quynh có chủ ý, vậy tại sao lại không ở lại Tân Giả, chạy ngàn dặm xa xôi đến Hà Bắc làm gì? Phụng mệnh âm thức đại ca dẫn nàng trở về Tân Giả. Đại ca sẽ không nói như vậy. Lần trước gặp muội ở Uyển Thành, ta vốn cho rằng muội gả cho Văn Thúc sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Thế nhưng nhìn muội bây giờ xem, tiều tụy hốc hác chỉ còn xương. Quynh còn không giống vậy sao? Khốn khó chán nản, kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Lệ Hoa, muội có từng dao động hay hối hận không? Thật ra sau khi bá thăng đại ca chết, ta cũng đã từng mù mờ ngỡ rằng chí hướng về lợi ích hưng thịnh thiên hạ, cái hại của việc diệt trừ thiên hạ biến hóa không lường trước được ở Uyển Thành, ở Lạc Dương. Thậm chí sau khi lấy tam ca, muội cũng chỉ muốn ở bên cạnh Quynh ấy, những thứ khác đều không quan tâm. Chỉ đến khi cùng tam ca tới Hà Bắc mới lại khiến cho muội rực lên bầu nhiệt huyết tràn đầy đó. Mặc dù hiện tại chúng ta không có gì, nhưng muội tin chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định là có thể lại làm nên đại sự kinh thiên động địa. Muội đúng đó. Rời xa nơi này 4 năm, ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay ta sẽ không bỏ lỡ thêm nữa. A Vũ, Quynh đến đây tìm ta chắc là để mưu cầu một chức quan đúng không? Nếu ta muốn bước vào con đường làm quan thì sớm đã danh liệt hơn triều đình sơ khai rồi. Vậy Quynh muốn gì? Vũ không muốn làm quan. Nếu đã không muốn làm quan, việc gì phải chịu cực khổ gió tuyết, không ngại đường xa đến đây để tìm đệ? Nhưng nguyện minh công quy đức thêm vào tứ hải. Đặng Vũ hiến sức nhỏ bé, rũ bỏ công danh và thẻ tre. Nếu đã như vậy, tương lai phải nương nhờ Trọng Hoa rồi. Mã Võ đã từng khuyên bệ hạ bắt binh đi Hà Bắc cứu viện tam ca, thế nhưng bệ hạ lại bàng quang bỏ mặt trước mắt Ngụy Đế Vương Lang treo thưởng vạn kim. Muốn lấy đầu tam ca, ta có thể ngồi nhìn không quan tâm sao? Bá cơ, tam ca làm sao rồi? Bá cơ, tam ca đang gặp rắc rối ở Hà Bắc. Có một kẻ tên là Lưu Tử Dư, từng đế nói tam ca là gian tặc. Hiện giờ tam ca đang vô cùng nguy hiểm. Ca ca ta không phải là Sử Tiết sao? Mau phái binh bảo vệ Quynh ấy. Phải rồi, ta cũng có thể coi là con gái tông thất, là Lưu Quyền đích thân ban hôn. Ta sẽ mượn cớ vào cung bái tạ, bảo hắn phái binh bảo vệ tam ca ta. Bá cơ, không lẽ muội không nhìn ra sao?
Lưu Quyền chính là không muốn phái binh, hắn định mượn tay người khác dùng Tam Ca vào chỗ chết. Tam Ca ta đã thuần phục hắn rồi, sao hắn vẫn muốn giết Tam Ca ta chứ? Nếu Văn Thúc mà thuần phục thì sao phải đến Hà Bắc? Hà Bắc có thể là con đường sống, nhưng cũng có thể là chỗ chết. Thưa Nguyên Quynh, Quynh nói Văn Thúc không hề định. Không sai, sở dĩ Văn Thúc làm vậy chính là sợ mấy tướng cũ của bá thân nhất thời nông nổi cuối cùng cũng lưỡng bại. Câu thương dồn tất cả gia quyến của bá thân vào trong hiểm cảnh. Thảo nào, sau khi Tam Ca nghe nói là đại ca bá thân chết, đã như thể biến thành con người khác. Là ta đã trách lầm Tam Ca. Bá cơ, ngộ nhỡ Tam Ca trong nhà phải có một người vào tiết thanh minh hàng năm đến viếng thăm đại ca Tam Ca. Quynh đã biết rõ tất cả, tại sao lại không nói cho ta biết? Ta giờ đây Tam Ca nguy hiểm như vậy, chúng ta nên phải làm như thế nào mới phải? Đại ca, nhị ca đã chết rồi, Tam Ca cũng không thể gặp chuyện nữa. Bá cơ, muội đừng nóng, ta sẽ lập tức đem binh đến Hà Bắc chi viện Tam Ca. Không được, bây giờ gia quyến của Lưu thị về cơ bản đều ở Lạc Dương. Nếu bây giờ Quynh đến Hà Bắc, ắt sẽ bị Lưu Quyền hoài nghi. Không những không giúp được gì mà còn có thể khiến cho gia quyến Lưu thị gặp phải mối họa diệt môn. Nhưng bây giờ Tam Ca đang thiếu binh mã, thế này Lưu Quyền đang nóng lòng rời đô, đến lúc đó ắt không có tâm trạng để ý. Đợi đến lúc đó hẳn hành động cũng không muộn. Thế bây giờ thì sao? Chúng ta cứ mặc kệ cho Tam Ca vậy sao? Bá cơ, tin vào Tam Ca muội. Bên cạnh Quynh ấy có mấy tướng lĩnh trung thành như Âm Kích, Phùng Dị, Dương Bá, năm xưa hàng triệu quân địch ở Côn Dương cũng không thể làm gì Quynh ấy, chỉ với một tên Vương Lăng, Quynh ấy nhất định sẽ bình an vô sự. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chăm sóc tốt cho gia quyến Lưu thị, để cho Tam Ca muội có thể yên tâm đánh trận. Vương Lãng của Hàm Đan tuy ngông cuồng nhất thời, nhưng lại không thể trấn áp chúng tướng ở Hà Bắc. Có câu, có cuộc bạo loạn kiệt trụ mới thấy được công than võ, mà có người đói khát lâu dài dễ được thỏa mãn. Điều mà bách tính đang thực sự cần là một người chủ biết lo nghĩ cho bọn họ. Trước kia Văn Thúc có cách làm yên lòng dân, nhân đức đã truyền khắp nơi trên Hà Bắc, thu phục lòng người. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được một nơi lập tức, nhất định có thể xoay chuyển cục diện bây giờ. Người hiểu ta chỉ có Trọng Hoa. Âm Kích không sao chứ? Đại Tư Mã, Âm Kích, nàng sao rồi? Thiếp không sao. Mấy hôm nay cô ấy chỉ uống nước cầm hơi, không ăn thứ gì. Thiếp không sao, thiếp chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Mọi người đừng lo lắng, lúc nào cũng cứng đầu như thế. Thiếp không sao thật mà. Muội đừng có cử động nữa, cứ phải ngã xuống mới cam lòng sao? Là Lưu Tú bất tài làm khó cho mọi người rồi. Nhưng ta có một chỗ có thể cho mọi người một bữa ăn no. Không biết sứ giả Hàm Đan giá đáo, hạ quan không thể nghênh đón từ xa, mong hãy thứ tội. Lần này đại nhân đến đây sao lại không báo cho hạ quan một tiếng để cho hạ quan chuẩn bị từ trước? Chúng ta phụng mệnh của bệ hạ và Triệu Vương Lâm Lưu tuần tra các ngươi, đồng thời dò la tung tích của đám người Lưu Tú. Hắn có từng đến Nhiêu Dương không? Không ạ, không ạ. Bây giờ Lưu Tú chỉ như con chuột qua đường, sao lại dám đến được đây? Được rồi, chúng ta đi suốt dọc đường vất vả. Cũng đói rồi, chuẩn bị ít rượu thịt đi. Dần, giờ hạ quan sẽ lệnh cho người chuẩn bị thịt rượu chiêu đãi các vị đại nhân ngay. Đại nhân, mời. Mời các vị đại nhân. Ừ.
Các vị đại nhân mời dùng thong thả. Hạ quan kính các vị đại nhân một ly rượu. Mời. Dịch thừa đại nhân, chúng ta suốt dọc đường đuổi theo Lưu Tú, dọc đường vất vả không kịp dùng cơm, ngài báo thủ hạ của ngài chuẩn bị thêm ít rượu thịt nữa đi. Dân, hạ quan sẽ đi chuẩn bị thêm một ít rượu thịt cho các vị đại nhân đây. Đại nhân mời, mời dùng. Nhanh lên, nhanh lên. Mau mau, để đây. Họ đâu có điểm nào giống Sử Tiết Hàm Đan. Quần áo tả tơi, rõ ràng là đám ăn xin sắp chết đói mà. Không phải giả đấy chứ. Đại nhân, khởi bẩm đại nhân, tướng quân Hàm Đan đến. Quay lại đây, không cần nghênh đón. Dịch thừa, dạ, tướng quân Hàm Đan đang ở đâu? Chúng ta là sứ tiết của bệ hạ, bảo hắn đến gặp ta. Hạ quan cũng chỉ là nghe người nói tướng quân Hàm Đan sắp đến rồi dạ. Được, vậy khi nào hắn đến, ngươi đưa hắn đến đây. Dân dân. Được chưa? Đi. Đại nhân, đại nhân. Chuyện gì? Cứ hốt quản lên thế không hay rồi. Đội quân Hàm Đan truy bắt Lưu Tú vừa đi qua cửa đông, nói là đã phát hiện Lưu Tú. Cái gì? Thì ra đám người này đúng là Lưu Tú thật. Mau mau, đóng tất cả các cổng thành, không được để cho Lưu Tú chạy mất. Mau, bắt Lưu Tú. Hôm nay ăn bữa cơm này no thật. Ít nhất có thể trụ được 3 ngày. Ta còn mang theo một ít, thế nào cũng ứng phó được mấy ngày. Mau ra khỏi thành, nơi này không tiện ở lâu. Mau đóng cổng thành, đừng để bọn chúng chạy mất. Mau mau đóng cổng thành, đừng để bọn chúng chạy mất. Mọi người đừng quản. Lệ Qua, hãy cẩn thận, xông ra ngoài. Đi. Thiên hạ là của ai còn không biết sao? Ai dám ngăn cản? Mau để họ qua. A Vũ bệnh tình suy nhược, cũng không biết là Dương Bá dò đường thế nào rồi. Sông Hô Đà có đóng măng không? Yên tâm đi, có lẽ là ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta lần nữa, ban cho điều thần kỳ nào đó. Nàng biết không, lúc mà Chu Vũ Vương phạt trụ, thừa lúc thuyền qua Mạnh Tân, bèn có một con bạch ngư yêu xông vào thuyền. Đây chính là câu chuyện bạch ngư nhập thuyền nổi tiếng. Có lẽ chúng ta cũng có thể may mắn như thế.
để cho ông trời chiếu cố chúng ta giống như lúc đại chiến Côn Dương vậy. Nghĩ lại ở Côn Dương vất vả khó khăn như thế chúng ta cũng thắng được. Có lẽ thật sự có ông trời giúp đỡ. Đúng vậy, ông trời nhất định sẽ chiếu cố chúng ta lần nữa. Sao thế? Không sao, hơi tức ngực chút thôi. Không phải là nàng mang thai đấy chứ? Đừng nói bậy, chỉ là mệt quá thôi. Vương bá quay về rồi. Vương bá về rồi. Về rồi, mau. Vương bá về rồi. Sao rồi, sông Hâu Đà có thuyền không? Chúng ta có thể thuận lợi qua sông không? Là như thế này, tuy sông Hâu Đà không có thuyền, nhưng gió to tuyết lớn, nhìn có vẻ sắp đóng băng rồi. Có thể qua sông không vấn đề gì. Vẫn ổn chứ? Nếu con sông này không đóng băng, chúng ta phải làm sao? Quynh cũng nhìn ra rồi dạ. Có thể là Dương Bá không muốn khiến cho chúng ta thất vọng nên mới nói như vậy. Nếu không đóng băng thì chạy men theo bờ sông, dù thế nào cũng không được từ bỏ. Thật không ngờ cơ thể của ta lại vô dụng như thế này. Không giúp được gì, ngược lại còn liên lụy đến mọi người. A Vũ, vốn dĩ huynh là trọng văn khinh võ, cơ thể yếu, đừng nghĩ nhiều vậy. Đợi chúng ta tìm được nơi dừng chân, chúng ta sẽ thương lượng với công tôn Tam Ca phản kích đám Vương Lang đáng chết đó thế nào. Cẩn thận, Lê Hoa, ta không sao. Không sao chứ, không sao. Tuyết lớn quá, xe ngựa hỏng rồi. Chỉ có thể xuống đi bộ thôi. Như vậy, sông Đô Hà sẽ đóng băng chứ? Hy vọng là vậy, nào. Lại qua.
khoác lên nghe lời ta. Sông Hồ Đà đóng băng rồi. Đóng băng rồi. Thật sự đóng băng rồi. Quá tốt rồi, lần này quá tốt rồi. Phải đấy, đóng băng rồi. Tốt quá. Lớp băng vẫn rất mỏng. Mọi người bước đi nhẹ nhàng hết sức. Những đồ vật nặng quá vứt lại được thì có thể vứt lại. Mọi người tuyệt đối cẩn thận. Được rồi, đi, đi thôi. Nào. Lưu Tú vẫn chưa chạy, bắt lấy Lưu Tú. Bắt lấy Lưu Tú. Mau đi thôi. Ta mau chạy đi. Lệ Hoa, Lệ Hoa, chúa công, chúa công. Buông ta ra, giam thuốc, Lệ Hoa. Lệ Hoa cẩn thận. Lệ Hoa. Lệ Hoa, cẩn thận. Lệ Hoa, chúa công, Lệ Hoa.
Nàng không sao chứ? Thiếp không sao. Có cần dừng lại nghỉ ngơi không? Mau tiếp tục đi thôi, rời khỏi nơi quan sân cùng cốc này. Đáng tiếc là xe của chúng ta không còn nữa. Nếu không, nàng đã không phải khổ sở như vậy. Văn Thúc, ăn chút gì đi đã rồi hãy đi tiếp. Công Tôn, ở đâu lại ra cơm yến mạch thế này? Đó là do ta biến ra đó. Lệ Hoa, muội cũng ăn chút đi, ăn chút gì đó mới có sức được. Có Công Tôn thật tốt. Quân ấy là cứu tinh lúc chúng ta ra trận đấy. Đi đường thoát nạn. Nào. Sao thế? Không sao chứ. Muội đừng có cố chịu đựng nữa. Đau thì cứ kêu ra đi. Đương nhiên là đau rồi. Còn đau hơn là bị thương ở Cung Dương. Hai tên khốn Lưu Lâm và Phương Lan đã bắt được, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Được rồi, được rồi. Văn Thúc, tuy rằng bây giờ chúng ta đã qua sông rồi, nhưng mà chúng ta cứ chạy như thế này cũng không phải là cách hay. Chắc chắn chúng ta phải tìm được một chỗ nghỉ chân trước đã. Nếu không thì Quynh xem đấy, tình trạng sức khỏe bây giờ của Lệ Qua sắp không chịu được nữa rồi. Tất cả mọi người phòng bị, ở phía trước có người. Hành động của người này thật sự kỳ lạ. Không lẽ gì lại ở nơi hoang vu này hành lễ với một đám người vừa lạ mặt vừa nhếch nhác như thế này? Các vị hãy cố gắng đi về phía trước. Tín Đô quận vẫn cố thủ vì Trường An, cách đây chỉ hơn 80 dặm thôi. Giọng nói này nghe quen thuộc quá. Ông là thần sao? Có tiên nhân chỉ đường, đại nghiệp ắt thành công. Phải đấy, mọi người đừng bỏ cuộc. Có tiên nhân chỉ đường, Tín Đô quận có lẽ là nơi an toàn, chúng ta nên đi thôi. Phân phó các tướng sĩ thủ thành phải đóng chặt bốn cửa thành. Nếu như quân giặc của Vương Lang đến tập kích chúng ta, sẽ quyết sống mái với chúng. Dân, thưa tướng quân, tướng quân ngài xem kia có phải là quân đội của Vương Lang không? Chỉ có mấy người kia đến cổng thành sao? Bá Khánh, là ta. Văn Thúc tướng quân. Nhậm Bá Khánh, bọn ta đến rồi. Sao hả, không nhận ra sao? Mau mở cổng thành đi. Mau, mau mở cổng thành. Phu nhân có vết thương cũ, lại thêm mệt mỏi và phải chịu rét, khí huyết hư nhược, nghiêm trọng nhất là vết thương ở đùi. Còn nữa, còn bệnh gì nữa sao? Là bệnh khí của phu nhân. Tướng quân nên tránh đi một chút thì hơn. Tam ca, mọi người ra ngoài trước đi. Đại phu, có bệnh gì ông cứ nói thẳng. Phu nhân có biết mình từng mang thai không? Từng mang thai là sao? Trước đây phu nhân từng rơi xuống sông băng, có từng bị xuất huyết hay không? Có, nhưng lúc đó bị thương nghiêm trọng nên không để ý tới. Lẽ nào mạch tượng của phu nhân là hiện tượng cho thấy phu nhân từng bị sảy thai? Điều này đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bá Khanh, huynh xem phủ diện cho bọn ta ở, còn tìm đại phu tốt nhất cho Lệ Qua. Thật sự làm phiền huynh quá, tướng quân khách sáo rồi. Từ khi mặt tướng nghe tin tướng quân đến Hà Bắc, ngày đêm mong ngài đến như vậy. Bây giờ được dốc sức vì tướng quân, đừng nói là phủ diện này, tôi và tướng sĩ Tín Đô quận nguyện giao tính mạng cho tướng quân sai khiến. Ân tình của Bá Khanh, Lưu Tú cảm kích khôn nguôi.
Trước mắt, ngoài các quân ở đây ra còn có nơi nào chưa đầu hàng không? Trước mắt ngoài Tín Đô ra còn có thái thú Hòa Nhung cũng giống mặt tướng, đóng cửa tự thủ thề chết không chịu đầu hàng. Bên này có bao nhiêu nhân mã? 4.000. Hòa Nhung thì sao? Khoảng 2.000. Tướng quân không cần quá lo lắng, ngày đó đi theo tướng quân 3.000 binh mã mà địch lại được mấy vạn đại quân của Vương Mãn, ngày nay đám giặc Vương Lang chỉ là một lũ ô hợp không cần phải để tâm. Làm gì? Chỉ tiếc hôm nay không giống như lúc trước. Lúc đó mọi người có thể dứt bỏ tất cả mà liều chết một phen, nhưng bây giờ đến Lệ Hoa ta cũng không thể chăm sóc được cho tốt, chứ đừng nói đến việc mọi người cùng nhau sống chết nữa. Đa tạ đại phu. Việc này xin đừng nói cho người khác biết, nhất là phu quân ta. Phu nhân yên tâm, Đình Ngự tự biết chừng mực, chỉ là phu nhân phải điều dưỡng cho tốt, không được bông ba chịu rét nữa, còn vết thương ở đùi. Đại phu, ông nhất định phải trị khỏi vết thương ở đùi cho ta còn phải theo phu quân hành quân đánh trận nữa, ta không thể làm liên lụy chàng. Tại hạ sẽ cố hết sức, nhưng mà phu nhân cũng phải hết lòng phối hợp. Được, vậy ta đi sắc thuốc. Đại phu, phu nhân còn gì muốn dặn dò sao? Không có gì, ta chỉ muốn hỏi. Ta phu nhân còn trẻ, chỉ cần điều dưỡng cho tốt sẽ không lo có thể mang thai lần nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi cho tốt, trị bệnh cho khỏi, lạc quan một chút. Cáo từ. Xin lỗi con. Mẹ có lỗi với con. Sao rồi, đại phu nói thế nào? Không sao, chỉ nói là thiếp có chút khí hư, lại thêm phong hàn, bảo thiếp phải chú ý điều dưỡng thân thể thôi. Vậy sao, thế sao lại bắt ta phải tránh đi chứ? Ông ấy dạy thiếp mấy phương pháp điều dưỡng thân thể phụ nữ, có đàn ông ở đó sẽ không tiện. Chàng nghĩ xem, nếu mà thiếp thật sự có chuyện gì, chắc chắn là ông ấy sẽ nói riêng với chàng, sao lại nói với thiếp chứ? Không sao thì tốt rồi. Nàng phải nghe lời đại phu đấy, điều dưỡng cho tốt, không được cố quá sức nữa. Thiếp vốn vẫn khỏe mạnh mà, sao lại phải cố quá sức chứ? Chàng yên tâm, chúng ta ở chỗ này ăn no ngủ kỹ, thiếp sẽ nhanh khỏe lại thôi. Ta biết mà, hộ quân đại nhân của ta là mình đồng gia sắc mà. Nhất định nàng phải khỏe lại đó. Tam ca ở bên phía Tín Đô quận, bước tiếp theo chẳng định thế nào? Nhậm Quan đã cho người đi mời thái thú Hòa Nhung Bi Đồng đến Tín Đô cùng thương lượng kế sách kháng địch rồi. Lệ Hoa, nàng đừng bận tâm mấy chuyện này nữa. Từ hôm nay tất cả đã có ta đây. Ta là phu quân của nàng, cũng là chỗ dựa cho nàng. Trước đây ta không chăm sóc nàng tốt, tương lai ta sẽ không để cho nàng chịu tổn thương gì. Đội quân Hàm Đan của Vương Lang ít nhất cũng có 40 vạn binh mã, nhưng mà hai bên Tín Đô quận Hòa Nhung lại tỏ ra bạc nhược dị thường. Ta nghĩ cộng lại cũng không đủ 1 vạn. Cô thành khó giữ. Bây giờ Tín Đô quận như ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy hiểm. Lấy 1 vạn người đối chọi với 30 vạn, đâu chỉ khó thủ mà cũng không có phần thắng. Nếu như chúng ta quay lại Lạc Dương, chúng ta chỉ có thể chia làm hai. Binh lực của Tín Đô quận phần lớn ở lại canh thủ Tín Đô quận, phần nhỏ bảo vệ chúng ta về Lạc Dương. Nhưng hiện giờ địch đông ta ít, chúng ta phải vượt qua trùng trùng nguy hiểm, đâu có dễ dàng. Tình hình tệ nhất, trên đường chúng ta quay lại Lạc Dương sẽ bị quân của Vương Lang chặn hết. Như vậy thì nguy hiểm quá. Mạo hiểm như vậy chi bằng cứ tiếp tục ở lại Hà Bắc đối phó với Vương Lang.
báo toàn hai quận Tín Đô, Hòa Nhung. Phi Đồng, Quynh là thái thú Tín Đô, Quynh hiểu rõ tình hình ở đây, Quynh thấy thế nào? Đại tướng Quân, mặt tướng cho rằng hiện nay tuy chúng ta thiếu binh lực, nhưng mà không phải hoàn toàn không có phần thắng mạo hiểm quay lại Lạc Dương, chi bằng đứng vững ở Hà Bắc lấy thủ thành công, đồng thời mau chóng nghĩ cách chiêu binh mãi mã, củng cố thực lực, đợi thực lực chúng ta mạnh rồi đấu với Dương Lang. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy theo lời Phi Đồng, trước tiên ở lại trấn thủ Hà Bắc rồi mới tính phản công Vương Lang. Chiêu binh mãi mã tuy là kế sách tốt, nhưng đâu có dễ. Ta nghĩ dẫn theo hạ nhân đến các bộ lạc đầu thành xem có thể chiêu thêm một ít binh sĩ không. Đại tướng quân thực sự không thể đi. Tại sao? Quân tử không nằm ở bức tường sắp đổ. Bọn họ đều là những tên thổ phỉ giết người không chớp mắt, cướp bóc thành tính, vì vàng bạc của cải và phụ nữ chuyện gì cũng làm được. Nếu như quân đi, khác gì tự đưa mình vào miệng hổ. Nhưng ngoài cách này ra, còn có cách gì khác nữa sao? Tướng quân, mặt tướng cho rằng có thể chiêu một số binh liều mạng. Trước mắt chỉ có cách này. Bá Khanh, ta lệnh cho đệ làm tả đại tướng quân, Phong Vũ thành hầu, Phi Đồng làm hậu đại tướng quân, Lý Trung làm hữu đại tướng quân, Vạn Tu làm thiên tướng quân. Bốn người dẫn binh mã xuất thành chiêu binh. Tổng quản, ta lệnh cho quân làm thái thú Tín Đô, ở lại canh thủ Tín Đô. Vâng. Chúa công, trước khi chinh chiến chiêu binh, e là lại như lần trước. Chiêu mộ được chỉ là đồ đệ của những tướng quân đã chết, ta biết. Nhưng hiện giờ chỉ còn cách này, có thể thử xem. Nhưng chỉ chiêu mộ binh bôn mệnh là không được. Trọng Hoa, huynh dẫn Dương Bá, Diêu Kỳ xuất thành trưng binh, củng cố thực lực, không thể đợi Vương Lang ổn định. Chúng ta phải lập tức chuẩn bị phản công. Rõ. Đại tư mã yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ khiến cho tên Dương Lang tan xác.山。